Đây là cái phần mồi mà tôi đun, tôi đã ủ được 3 ngày đây các bạn ạ. Đây. Sau khi ủ được 3 ngày thì các bạn thấy là nó cũng đã lên men như thế này. Nó lên men, các bạn nhìn thấy cái đây nó có cái nấm mốc ở đây này, nấm mốc lên men này. Và nó hơi hơi mềm mềm ra rồi. Chào các bạn. Hôm nay thì mình có thời gian để làm cái mồi câu cá. Thì đây là cái mồi câu cá tổng hợp nhá. Nào là rô phi, rô đồng, rồi cá chép, cá trôi, cá chấm các thứ là đều là ok hết. Để làm cái mồi câu này thì các bạn chuẩn bị cho mình là 4 thành phần chính. Trong đó thứ nhất là bột ngô. Bột ngô này. Thứ hai là cám gạo. Các bạn nhé. Cái lượng này thì các bạn cứ lấy cân đối 1 cân đi. Đây là thứ ba là cám gà. Cám gà là cái cám thưa gà ăn đấy, cám gà con hoặc là gà gì đó cũng được. Thứ tư là bột mì đấy. Thì đây là 1 kg bột mì này. Thì cái cám gạo này là 6.000 kg, cám ngô là 6.000 kg, cộng với lại cám gà là 12.000 thì là 24.000 đúng không ạ, cộng với bột mì là 17.000 1 kg thì nó sẽ vào là 41.000. 41.000 đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã chuẩn bị được một cái mồi câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để đi vào cái làm mồi nhé các bạn nhé. Điều đầu tiên là các bạn cho một lượng cám gà, một lượng cám ngô. Đây, một lượng cám ngô bằng nhau các bạn nhé. Sau đó các bạn cho nước. Thế là tôi cho một bát nước này, cho vào hai bát nước đi. Đấy. Sau đó chúng ta đun lên. Chắc là chúng ta phải cho vào là 3 lượng nước đi, bởi vì là cái cám sẽ nở rất nhiều. Sau khi nấu chín và khô ấy thì ta để nguội và đem đi ủ. Khi mà ta đã ủ được cái phần nấu trước trong vòng 3 ngày thì ta tiến hành rang cái cám gạo lên. Rang cám gạo thật thơm các bạn nhé. Khi ta rang cám gạo mà bắt đầu là ta thấy có mùi thơm và cám gạo chuyển sang màu hơi sẫm, hơi cháy ấy, là được các bạn nhé. Các bạn tắt đi để nguội và chúng ta sẽ trộn vào cái phần mà chúng ta đã nấu trước mà chúng ta ủ trong vòng 3 ngày ấy. Thì chúng ta sẽ trộn vào, chúng ta ủ tiếp. Đây là cái phần mồi mà tôi đun, tôi đã ủ được 3 ngày đây các bạn ạ. Đây. Sau khi ủ được 3 ngày thì các bạn thấy là nó cũng đã lên men như thế này. Nó lên men, các bạn nhìn thấy cái đây nó có cái nấm mốc ở đây này, nấm mốc lên men này. Và nó hơi hơi mềm mềm ra rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổ cái cám gạo mà chúng ta đã rang này vào nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ đổ cái cám gạo mà chúng ta đã rang thơm ấy
vào và chúng ta trộn. Nếu như mà các bạn làm nhiều thì các bạn cho vào một cái xô hoặc là một cái song để các bạn ủ nhá. Và chúng ta đậy nắp thật kín vào để cho nó không khí nó không lọt vào được. Trộn đều này và chúng ta lại để chúng ta bịt kín lại chúng ta ủ. Ở đây thì tôi có sẵn cái túi ở đây, tôi sẽ to cho nó vào trong cái túi này để cho nó kín. Và sau đó chúng ta ủ. Thì chúng ta có thể ủ để có thể dùng được cả tháng các bạn nhé. Mỗi một lần đi câu thì chúng ta trộn một chút cái bột mì vào để cho nó tạo cái độ dẻo. Mỗi một lần đi câu thì chúng ta chỉ lấy một lượng vừa phải mà đủ câu thôi nhé. Chúng ta trộn bột mì vào nhé. Trộn bột mì để cho nó dẻo. Tùy vào mà chúng ta câu đơn hay là câu lục thì chúng ta có thể trộn bột mì làm sao có lượng thích hợp cho nó vừa độ dẻo thôi. Nếu mà chúng ta câu đơn thì chúng ta cần phải trộn nhiều bột mì một chút để cho nó dẻo, để cho mồi nó không bị tan ra. Còn nếu mà câu lục thì chúng ta có thể là không cần thiết phải dẻo quá để cho nó còn tan mồi ra để cá nó vào nó ăn. Như vậy là đã khá dẻo rồi các bạn ạ. Thì tôi đã chuẩn bị được một cục mồi đây. Bây giờ tôi sẽ thử đi câu xem thế nào.